quay qua về nhà hai phòng ngủ khá là rộng, đây sẽ có hai phòng ngăn nhau bởi hai cửa, đây hai phòng tương đối bằng nhau, ban công ở ngoài đấy, mở cửa ra là ban công bên ngoài có điều mà đây là ngăn để đồ, ở bên này có ngăn để đồ, trên ngăn để đồ nhá, nó ăn ở đây không gian đấy, nhà tắm và nhà vệ sinh, đây nhà vệ sinh này. Đây nhà tắm. Căn này chưa dọn dẹp vệ sinh. Trước khi khách vào sẽ dọn sạch sẽ. Đó. Đây căn này cách ra ô cửa bờ khoảng tầm 7 phút. Ở phía ngoài.